nhằm mục đích bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa Việt tại hải ngoại nói chung và trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn nói riêng, chúng tôi quyết định thành lập một phòng đọc sách Cô Giang để tỏ lòng tôn kính và tự nhớ liệt nữ anh hùng Nguyễn Thị Giang, hay còn được biết nhiều là Cô Giang, hiền thê của anh hùng Nguyễn Thái Học, đảng trưởng Việt Nam Quốc dân đảng. Bà đã tự sát vào ngày 18 tháng 6 năm 1930, một ngày sau khi anh hùng Nguyễn Thái Học và 12 liệt sĩ khác bị thực dân Pháp xử chém tại Yên Bái sau cuộc tổng khởi nghĩa chống thực dân Pháp bị thất bại. Phòng đọc sách Cô Giang tọa lạc tại 6329 Arlington Boulevard, Suite A, Fortress, Virginia 22044. Hiện nay, phòng đọc sách đã có sẵn một số lượng sách, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6, 2019. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận các báo, các tài liệu văn hóa Việt, Anh, Pháp mà Quý Đồng Hương hiến tặng tại địa điểm nêu trên. Chúng tôi tuyệt đối không nhận bất cứ văn hóa phẩm nào của nhà nước Cộng sản Việt Nam hay cổ võ tuyên truyền làm lợi cho Cộng sản Việt Nam. Phòng đọc sách sẽ bắt đầu tiếp đón Quý Đồng Hương từ ngày thứ Sáu 26 tháng 7 2019. Thời gian mở cửa từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Tặng vật hay hiện kim xin đề và gửi về phòng đọc sách cô Giang, 6329 Arlington Boulevard, Suite A, Fortress, Virginia, 22044. Để tạo phương tiện cho sinh hoạt của phòng đọc sách cô Giang, ban điều hành tổ chức một buổi dạ tiệc, dạ vũ cây quỷ, thành lập phòng đọc sách cô Giang vào lúc 6 giờ 30 chiều, thứ Bảy ngày 22 tháng 6 năm 2019. Giá vé ủng hộ 35 Mỹ Kim. Kính mời quý đồng hương, quý hội đoàn hưởng ứng, giúp đỡ phổ biến và tham dự. Mọi chi tiết liên quan đến phòng đọc sách cô Giang xin liên lạc Nhất Hùng 301 529 5603 hay Võ Thành Nhân 301 257 8496.